Hello, xin chào anh em, đây là con Samsung Galaxy A23. Thịnh tiếp nhận để thay màn hình cho em trai này. Thì anh em thấy đây, màn hình nó sọc hết rồi. Mà cái sọc này thường anh em chỉ thấy trên cái màn hình phản quang thôi nè. Có nghĩa là màn hình dành cho những dòng máy tầm trung giá rẻ, màn AMOLED thì nó có thể nó mất hình luôn, chứ nó không có sọc cái kiểu này. Hoặc là nó sọc theo cái đường mảnh, những cái đường nhuyễn bằng nhau đó, chứ nó không có sọc dạng cái này, kiểu này là sọc của màn LCD hay còn gọi màn phản quang. Màn phản quang có nghĩa là màn nó gồm nhiều lớp phản xạ ánh sáng đó, nó không phải là một cái tấm nền LED mà mỗi điểm ảnh nó mỗi phát sáng tự riêng biệt lên như là cái màn hình OLED ha. Rồi những cái lợi ích của màn phản quang đó là giá thành nó rẻ nên nó được trang bị trên những dòng máy giá rẻ, và những dòng máy này khi thay màn hình cũng được một mức giá rẻ luôn. Những cái bộ màn hình này thì anh em thay giá nó rất dễ chịu, nó không có phải là cao siêu và phải chúng ta suy nghĩ rón rén như những bộ màn hình AMOLED và đặc biệt là những bộ màn hình OLED cong. Biết bao nhiêu anh chị em đã vì hư màn mà bỏ nguyên cái máy trên những cái bộ màn hình OLED là như vậy ha. Còn mà màn hình đó, còn những cái máy này thì không bao giờ có chuyện đó nè, hư màn chúng ta thay màn thôi. Rồi A23 này thì Thịnh đánh giá là một trong những dòng máy giá rẻ của Samsung và anh em xài cũng khá khá. Thì mình thấy là phần cứng nó tương đối là ổn, nó không có gặp những cái lỗi mà nghiêm trọng trên một số dòng máy Samsung mình có đăng ở những cái video clip trước ha. Nói chung là con này xài khá là tin cậy, thì anh em nào muốn máy giá rẻ thì có thể xài cái dòng này. Thì khi mà Thịnh thay màn hình A23, mình sẽ thay loại màn hình chất lượng tốt nhất đó, hoặc là màn hình zin đó, như vậy thôi. Mình thay nếu mà thời điểm có màn zin chính hãng mà giá hợp lý thì mình thay đúng zin chính hãng luôn, còn thời điểm mà không có màn zin chính hãng thì chúng ta thay những loại màn mà linh kiện tốt nhất. Thì đối với cái màn hình LCD thì nó cũng tương đương với zin rồi, nó không như cái màn hình OLED có sự khác biệt lớn về chất lượng giữa zin và linh kiện ha. Rồi khi mà thay, mình sẽ kiểm tra lại tất cả những tính năng máy cho anh em, đảm bảo làm sao đến tay anh em là anh em chỉ dùng thôi, còn có vấn đề gì mình sẽ báo cho anh em lường trước đó. Có những máy nó còn lên hình như thế này còn test sơ sơ được, có những máy va đập mạnh nó mất hình hoàn toàn thì coi như anh em cũng không biết cái tình trạng bên trong ra làm sao. Nếu chúng ta không có cái khâu test máy mà chúng ta chỉ có ráp màn lại chúng ta đưa thôi, nhiều khi anh em về anh em xài nó phát sinh đủ thứ lỗi mà anh em cũng không biết trước được ha. Rồi xung quanh cái công tác sửa A23 này, sắp tới khi mà máy không còn trong thời hạn bảo hành, anh em sẽ cần đến mình khi mà giải quyết cho anh em những cái lỗi liên quan tới mainboard, bởi vì hãng và main hãng sẽ bắt anh em thay main mới. Cái đề xuất của tất cả các hãng là như vậy đó. Mà việc thay main thì nó chúng ta đánh mất những cái quyền lợi như thế này. Thứ nhất là dữ liệu sẽ mất hết trong những trường hợp máy mất nguồn. Thứ hai đó là chi phí thay main nó sẽ cao. Đối với dòng máy giá rẻ như A23 thì cái giá thành của việc thay main nó cao hơn rất nhiều so với việc thay bộ màn hình ha. Khi đó Thịnh sẽ mang đến cho anh em những cái giải pháp về sửa chữa trực tiếp trên mainboard, như là thay IC hay là đục đóng chip gì đó, xử lý mạch làm sao cho nó khôi phục lại trạng thái ban đầu. Rồi anh em nào cần sửa chữa dòng máy này cứ liên hệ trực tiếp, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới ha. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.